Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube của Mark Home. Ngày nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một mẫu nhà biệt thự 2 tầng mái Nhật được Mark Home thiết kế thi công trọn gói cho gia đình nhà anh Hoàng Văn An. Địa điểm là tại Đống Dầu, An Bá, Sơn Động, Bắc Giang. Đây là công trình mà gia đình nhà anh An đã và đang cùng với các kiến trúc sư và kỹ sư của Mark Home làm việc trong suốt thời gian vừa qua. Anh An là một trong những người rất là tin tưởng vào Mark Home. Anh An đã theo dõi toàn bộ các video của Mark Home từ ngày đầu thành lập đến đây. Thế nên là anh đã đồng hành cùng với Mark Home trong một thời gian rất là dài. Thì khi mà làm việc với lại Mark Home thì anh đã hiểu rõ về những cái quy trình làm việc cũng như thể là các bước triển khai. Thế nên là công việc được diễn ra là rất là thuận tiện và nhanh chóng. Thì sắp tới thì chúng tôi sẽ đi vào trong thi công trọn gói công trình này. Thì trước đi vào trong chi tiết công trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu chúng tôi đến từ Mark Home. Mark Home hiện tại đang là đơn vị lớn nhất và đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và xây dựng trọn gói ở trên toàn quốc. Như các bạn đã biết rồi, cái xu hướng thi công trọn gói nó sẽ là một trong những xu hướng tất yếu của thời đại. Thế nên là chúng ta sẽ ngày một thấy cái xu hướng này nó trở nên một cách rộng rãi hơn. Trước đây thì thường là xây dựng trọn gói nó chỉ nở rộ tại các thành phố lớn như Hà Nội và Sài Gòn thôi. Nhưng mà ngày nay thì tại các thành phố bé hơn, tại những nơi xa hơn thì người ta đã bắt đầu làm quen với cái công việc xây dựng trọn gói rồi. Bạn nào ở xa bên nước ngoài liên hệ qua số hotline chúng tôi là 0964458858 hoặc là 0828133333. Đây là hai số chúng tôi có Zalo sẽ hỗ trợ các bạn bất kể ngày hay đêm, thứ bảy hay là chủ nhật đều có nhân viên túc trực. Ngoài ra bạn nào muốn xem lại video hay mọi nhỏ đẹp, chúng ta có thể truy cập vào trong website Mark Home, tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com với liền không dấu, hoặc là chúng ta click vào trong những cái đường link ở ngay phía dưới video. Chúng tôi có đường link ở fanpage Facebook, đường link của các website chính thống của Mark Home. Thì trên này Mark Home nó chạy rất nhiều các chương trình, đặc biệt hơn là cái chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Đây là một chương trình mà tính tới địa điểm hiện tại chỉ có một mình Mark Home mới có đầy đủ năng lực để làm trên toàn quốc thôi. Cái việc hỗ trợ vay vốn ngân hàng này không phải đơn vị nào cũng làm được, bởi vì các bạn hình dung là để mà làm được một bộ hồ sơ vay vốn để thi công trọn gói thì chúng tôi phải làm việc với ngân hàng rất là lâu năm rồi, và hai nữa là phải có những cái khoản tiền để thể hiện cái sự ràng buộc ở trong công việc, tức là mọi cái đơn giá và khách hàng đều là thực tế. Quay trở lại mẫu hôm nay, chúng ta thấy rằng đây là một mẫu thiết kế mang đậm phong cách của Mark Home, một công trình mang dáng dấp hiện đại với cái hệ mái Nhật. Trước khi thiết kế công trình thì các bạn xác định rõ cho tôi cái phong cách là cái đầu tiên, bởi vì phong cách nó là cái lớn nhất ở trong một công trình. Về những phong cách nhà vườn thì chúng ta thường hay gặp như thế: phong cách hiện đại, phong cách tân cổ điển, phong cách cổ điển hay là phong cách Á Đông, Trung Hoa, có rất nhiều. Mỗi một phong cách thì nó sẽ có những cái ràng buộc, những cái nguyên lý thiết kế nó khác nhau hoàn toàn. Thế nên là chúng ta phải hiểu rõ được. Những người có chuyên môn như chúng tôi thì chúng tôi nhìn vào thì chúng tôi sẽ biết được cái công trình của nhà mình nó đúng hay là nó sai. Thế nên là các bạn phải hiểu rõ hơn một chút. Công trình này được thiết kế với hệ bậc ngũ cấp thì đúng rồi, quá là chính xác. Những công trình 1 tầng, 2 tầng thì chúng ta hãy nên ưu tiên phần đế nó cao hơn một chút, thì sau này ra thực tế các bạn sẽ thấy nó hợp lý vô cùng. Đấy, vừa tôn lên vẻ bề thế, vẻ đẹp của công trình. Thứ hai nữa là sau này nếu như chúng ta tân nền đường, nền sân, nó sẽ không bị ảnh hưởng ở trong công trình chính của gia đình chúng ta. Đây là mặt đứng chính công trình. Thì công trình này được sử dụng cửa chính là cửa gỗ lim Nam Phi. Toàn bộ hệ cửa sổ thì chúng tôi đang sử dụng cửa nhôm hệ sinh pha hoặc nhôm hệ Việt Pháp hoặc là PMA, một số những cái dòng mà được đa số mọi người đang thông dụng hiện nay. Về phần hệ mái thì các bạn thấy cái dòng ngói màu xanh ngày nay nó được sử dụng rất là nhiều. Màu xanh thì nó hay hơn và nó đẹp hơn những cái ngói màu đỏ hay là màu cam, bởi vì trước đây thì chúng ta hay sử dụng dòng ngói nung của Hạ Long, thế nên là chúng ta sử dụng ngói đung màu đỏ rất là nhiều. Nhưng mà với ngày nay thì chúng ta có rất nhiều màu để chúng ta lựa chọn: màu ghi, màu xanh, màu rêu, màu nâu đất, nói chung là vô vàn màu để chúng ta phù hợp với cái độ tuổi cũng như là phong thủy trong ngôi nhà. Các bạn thấy ở trên phần mái đây, bao giờ chúng ta cũng sẽ có phần tét nước và thái dương năng. Thái dương năng mục đích là gì? Mục đích để nó đun phần nước cho công trình chúng ta, thay thế cho cái việc mà chúng ta trước đây thì chúng ta hay sử dụng như thế là những cái ấm siêu tốc. Nhưng mà với ngày nay thì người ta sử dụng thái dương năng, còn lại nhà nào cao cấp hơn thì chúng ta hãy dùng những cái hệ nước nóng trung tâm. Ví dụ ở trên này chúng ta có một hệ nước nóng trung tâm thì nó sẽ cấp được vào hết tất cả các vòi nước ở trong nhà. Và cái ưu nhược điểm của nước nóng trung tâm đấy là gì ạ? Đấy chính là chúng ta không phải đợi. Hai nữa là nó không bị nhiễm điện, không bị giật, tức là cái hệ số an toàn nó rất là cao. Vào mùa đông thì chúng ta không cần phải đợi như thế là những cái bình nước nóng thông thường, mà chúng ta bật vòi lên là có sẵn nước rồi.
Đây là một góc nhìn phía bên tay trái qua thì chúng ta sẽ thấy cái phần sảnh phụ này, phần sảnh trước này, phần lan can nó khá là đẹp. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem qua chi tiết ở bộ hồ sơ này và đặc biệt xem qua chi tiết báo giá công trình. Trước hết thì chúng ta sẽ xem qua bộ hồ sơ thiết kế kiến trúc. Thì đối với Mac Home chúng tôi làm để luôn đầy đủ các bộ hồ sơ, bao gồm từ hồ sơ kiến trúc, hồ sơ kết cấu, hồ sơ điện nước, hồ sơ bóc tách dự toán chi tiết 3D nội thất ngoại thất công trình. Trước khi đi vào hồ sơ thì các bạn sẽ xem qua cái phần mặt bằng tổng thể công trình để chúng ta xác định được cái vị trí ranh giới khuôn viên khu đất, cái lộ đường tiếp cận và đặc biệt hơn đấy lại chính là những cái chỉ giới đường đỏ, chỉ giới khu đất, hoa gió. Đây, hoa gió là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng mà các bạn lưu ý rằng trong thể hiện bản vẽ quy hoạch hoặc là bản vẽ kiến trúc thì bao giờ hoa gió cũng sẽ quay lên phía trước, gọi là phía bắc là quay lên phía hướng 12 giờ. Đấy thì trong cái thể hiện bản vẽ các bạn lưu ý một chút. Thì trong cái phần mặt bằng tổng thể này chúng ta đã thấy được cái trục đường tiếp cận này, những cái đường đất hiện hữu này, hai nữa là những cái ranh giới mốc tọa độ và ba nữa là cái bố cục vị trí chúng ta đặt ngôi nhà. Đấy. Rồi chúng ta hãy cùng nhau thực hiện một phép tính bé thôi để chúng ta nhân ra được cái chiều dài và chiều rộng ngôi nhà. Chiều dài ngôi nhà này là 14,44 nhân với lại chiều ngang là 8,14. Như vậy diện tích của chúng ta nó rơi vào tầm 120 mét vuông. 120 mét vuông mỗi sàn nó cũng khá là lớn đấy các bạn ạ, không phải bé đó ạ. Thì với diện tích 120 mét vuông này thì chúng tôi sẽ bố trí công trình gồm 3 lối tiếp cận, một lối đi vào từ sảnh chính và hai lối đi ra sảnh phụ. Những công trình nhà vườn thì các bạn phải lưu ý cho tôi, ít nhất chúng ta phải bố trí được hai lối tiếp cận, một lối vào phải có một lối ra. Đấy là thể hiện cái thứ nhất là về cái phong thủy trong ngôi nhà, thứ hai là về cái việc thông gió và điều hòa không khí ở trong ngôi nhà. Ngoài ra thì chúng ta có một phần lưu ý trong cái thiết kế mặt bằng, đấy chính là các bạn nhớ là tim của phần sảnh chính không bao giờ được nằm trên một đường thẳng với lại tim phần sảnh phụ. Người ta gọi đấy là một cái lỗi rất là lớn ở trong phong thủy, người ta gọi là lỗi đồng trục xuyên tâm, tức là tiền tài chúng ta làm ra được bao nhiêu thì chúng ta không giữ lại được. Thế nên là bao giờ phần cửa phụ phía sau chúng tôi cũng phải làm lệch đi sang một bên để chúng ta hóa giải được cái phần bố trí về công năng phong thủy như vậy. Đi vào từ sảnh chính thì bao giờ chúng ta sẽ gặp khu vực phòng khách và sảnh đón rộng gần 30 mét vuông. Phòng bếp của chúng ta sẽ rộng 16,1 mét vuông. Chúng ta đã bố trí được thêm hai phòng ngủ con ở dưới tầng 1, trong đấy có một phòng master có nhà vệ sinh khép kín. Và các không gian còn lại thì sẽ sử dụng một nhà vệ sinh chung ở bên ngoài và một cái tiểu cảnh nước. Đấy, tiểu cảnh nước ở những khu vực cầu thang rất là quan trọng. Bởi vì các bạn biết vì sao không ạ? Tức là những khu vực cầu thang hay là khu vực kho, gầm, trạm là những khu vực phong thủy rất là kém. Hay nói cách khác là phong thủy xấu, trong đấy là nó sẽ có rất nhiều những cái khí động, nó lâu ngày thì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của chúng ta. Thế nên là bao giờ trong những cái vị trí gầm cầu thang hay là những vị trí góc ở trong ngôi nhà, các bạn hãy nên bố trí một là quả cầu phong thủy, hai là chúng ta bố trí tiểu cảnh nước để nó có sự dịch chuyển không khí, là nó giúp cho cái chúng ta có cuộc sống nó thoải mái hơn, lúc nào chúng ta cũng tràn đầy năng lượng. Lên trên tầng 2. Tầng 2 thì chúng ta có thiết kế 3 phòng ngủ, trong đấy tiếp tục có một phòng có nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Xã hội ngày nay thì các bạn thấy chúng ta hầu hết là bây giờ người ta đã sử dụng các nhà vệ sinh khép kín. Bởi vì sao? Bởi vì cái tính tiện lợi trong cái công năng chúng ta rất là thoải mái và dễ dàng. Hai là chúng ta có bố trí thêm một phòng thờ ở phía trước nhà và một khu vực sân chơi. Sau cùng nhà thì chúng ta có một khu vực sân phơi, một khu vực sân phơi cũng khá là rộng rãi. Các bạn lưu ý là trong cái bố trí phòng thờ ấy, thì cái bậc cầu thang cuối cùng chúng ta đi lên như thế này, nó đang đập thẳng vào bên hông phòng thờ, thế nên chúng ta phải làm một cái vách để chúng ta tránh cái việc xung khí nó ảnh hưởng đến khu vực thờ cúng của chúng ta. Còn nếu như gia đình nào chúng ta bố trí một cái phòng riêng biệt thì quá tốt rồi, để cho nó không bị nhang khói nó bay khắp vào trong phòng. Rồi chúng ta hãy cùng nhau xem qua chi tiết cái bộ hồ sơ này, xem mặt đứng và mặt cắt công trình, xem cái chung công trình chúng ta nó cao bao nhiêu, dài rộng bao nhiêu. Về dưới kích thước thông thủy ở dưới tầng 1 chúng tôi đang lựa chọn là 39, tầng 2 đang là 36 và tầng mái đang là 24. Chiều cao từ đỉnh mái đến cốt khung không của chúng ta đang là 10m65. Về cái kích thước thông thủy thì các bạn biết rồi, chúng ta đã lựa chọn những cái kích thước mà nó chỉ rơi vào một trong số kích thước như thế là 4m2, 39, 36, 33. Bởi vì nó là những con số chia hết cho 3 và những con số thông thủy vô cùng đẹp, vô cùng rất là đẹp. Tương tự đối với lại các mặt đứng còn lại. Và cái quan trọng hơn đấy chính là về phần mặt cắt công trình.
Các bạn lưu ý rằng cái mặt cắt này nó thể hiện gần như được cái sơ bộ kết cấu ở trong ngôi nhà, tức là nó sẽ thể hiện cho chúng ta biết là vị trí nào chúng ta đổ bê tông, vị trí nào chúng ta đóng trần thạch cao, những vị trí chúng ta hạ cốt nền hay là nâng cốt nền để giúp cho cái việc thoát nước, đặc biệt là ban công, nhà vệ sinh, kho hay là những cái sàn, sàn sân chơi chúng ta bắt buộc phải hạ cốt nền. Khi mà trời mưa thì các bạn lưu ý cái việc thoát nước ở trên sàn nó rất là quan trọng. Ngoài ra thì việc thoát nước mái cũng là một trong những cái phần tối quan trọng trong cái công trình của chúng ta. Tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ xem qua những cái phần chi tiết, như thể là bản vẽ bóc tách nhà vệ sinh, bản vẽ chi tiết của cầu thang, và bóc tách chi tiết của những cái phần quan trọng hơn, ví dụ như thể là những cái phần cửa chính, sảnh, ban công. Về cầu thang vì sao nó lại quan trọng? Các bạn phải lưu ý rằng cầu thang là một trong những vị trí hay là một trong những cái công năng tối quan trọng, bởi vì nó liên kết giữa các tầng với nhau, nó liên kết tất cả các không gian lại với nhau. Thế nên là cầu thang các bạn phải lưu ý chúng ta trong cái cách chia bậc, cái cách chia chiều dài chiều rộng đi như thế nào để không mỏi chân, đi như thế nào để nó thoải mái. Trước hết thì các bạn phải lưu ý đến chiều rộng cầu thang. Về cái kích thước tiêu chuẩn chúng ta bao giờ cũng phải lớn hơn 1 mét. Như nhà anh An đây, nhà anh An làm là 1 mét 1 thì quá là thoải mái rồi. Thứ hai là cái số bậc cầu thang kết thúc, các bạn lưu ý chúng ta chia theo làm các cung là sinh, lão, bệnh, tử, tương ứng với lại 21 bậc, 22 bậc, 23 bậc, 24 bậc và lặp lại chính là 25 bậc. Về chiều cao một bậc cầu thang thì chúng ta có kích thước là 15 phân cộng thêm với lại 2 phân mặt đá hoặc là mặt gỗ của chúng ta, nó sẽ rơi vào là 17 phân. Cái chiều cao của một ngôi nhà ấy, vì sao lại là 39, thì các bạn lưu ý rằng cái cách lựa chọn 39 nó sẽ tỷ lệ với lại số bậc cầu thang rất là đẹp. Đấy, và ngoài ra nó cũng sẽ tỷ lệ với lại những cái chiều cao về tủ quần áo, chiều cao của giường, chiều cao của những cái đồ đạc nội thất. Chứ không phải tự nhiên tôi lại nhấn mạnh đến các bạn những con số thông thủy nó lại đẹp đến như vậy đâu ạ. Đấy, tương tự đến cái phần quan trọng nữa, đấy chính là cái kích thước lỗ ban. Ngôi nhà xây xong chủ nhà có tài lộc hay không, ngôi nhà xây xong chủ nhà có ăn nên làm ra hay không, chính là do những yếu tố về phong thủy quyết định. Đấy, các bạn lưu ý về phong thủy nó sẽ quyết định đến một phần ảnh hưởng đến trực tiếp cuộc sống của gia đình gia chủ. Thế nên là các kiến trúc sư và kỹ sư Mark Home kiểm tra rất là kỹ càng từ công năng đến phong thủy đến hóa giải và lựa chọn màu sắc bố cục ở trong ngôi nhà đều rất tỉ mỉ. Về cái cách tra cứu thì các bạn biết rồi, nên trong video này thì tôi không nói quá nhiều. Các bạn chỉ cần vào trong website, vào trong mục thước lộ ban, các bạn click vào trong cái việc thông số đây, các bạn tra cứu rồi. Đấy, thì tôi không nói lại trong video này nữa. Hồ sơ thứ hai đấy chính là phần kết cấu công trình. Trong kết cấu công trình thì chúng ta sẽ chia ra làm các cái phần quan trọng, ví dụ kết cấu của phần móng hay người ta gọi là phần đế công trình, thứ hai là phần thân và thứ ba là phần mái. Trong đấy kết cấu phần móng là phần quan trọng nhất, bởi vì các bạn chỉ cần làm sai phần móng thôi thì toàn bộ công trình chúng ta nó sẽ bị sụt lún, nó bị nứt là cái chuyện rất là bình thường. Thế nên là trong kết cấu phần móng các bạn phải lưu ý. Về cái lựa chọn biện pháp thi công móng thì tôi đã hướng dẫn các bạn quá nhiều rồi. Tôi đã hướng dẫn các bạn quá là nhiều trong các video trước. Chúng ta lựa chọn qua hai tiêu chí. Thứ nhất là về cái địa chất nền đất. Những công trình được xây dựng trên nền đất liền thổ, nền đất đỏ, nền đất cứng thì chúng ta có thể lựa chọn móng cốc, móng đơn. Công trình trên nền đất lâu năm, nền đất sét, đất liền thổ thì các bạn sử dụng là móng băng hoặc là móng bè. Còn những công trình trên nền đất yếu, đầm, ruộng hay đất bồi bắt buộc chúng ta phải ép cọc. Ngày xưa thì thường là chúng ta sẽ sử dụng cọc tre, còn lại ngày nay thì chúng ta sử dụng cọc bê tông là chủ yếu. Rất ít những ngôi nhà chúng ta sử dụng cọc tre. Thì trong cái hồ sơ kết cấu này thì chúng tôi thể hiện ra rất là chi tiết và rõ ràng về cái biện pháp thi công, về cái lượng sắt thép ở trong cột, trong cái dầm. Đấy, và cái cách đan ở trên sàn nó như thế nào. Đấy, nó sẽ giúp cho những người thợ thi công nó chính xác tuyệt đối. Đấy. Hồ sơ thứ ba đây chính là phần hồ sơ về điện nước. Đấy, điện nước thì nó thực ra nó là cái phần công năng sử dụng. À, cái cách bố trí điện làm sao cho nó phù hợp, bố trí ổ cắm công tắc ở đâu, bố trí những cái lối thoát nước, cái đường hộp kỹ thuật ở đâu, hay là những cái vị trí đường điện công năng ở trên tường nó đi như thế nào, thì trong cái bộ hồ sơ về bố trí điện nước này thì chúng tôi sẽ thể hiện rất là rõ ràng. Ngày nay thì thường là đa số các đội thợ người ta không thi công theo phương án là chủ nhà chỉ đâu làm đấy nữa rồi, mà bao giờ các đội thợ người ta cũng sẽ yêu cầu chủ nhà phải có ít nhất là bộ hồ sơ thiết kế. Bởi vì sao? Bởi vì khi chủ nhà đã duyệt thiết kế rồi thì thợ thi công người ta cứ chính xác ở đấy và người ta thi công. Và việc của chủ nhà sau này là nghiệm thu theo đúng với bản vẽ đã phê duyệt. Nó rất là dễ dàng, nó minh bạch và nó hiện đại chứ không như ngày xưa.
Ngày xưa thì thường là chủ nhà sẽ giao phó cho thợ làm đến đâu rồi chỉnh sửa ăn đấy. Thế nên là nó xảy ra những cái câu chuyện như thể là cãi nhau, đánh nhau hay là mất hòa khí ở những thành viên ở trong làng xóm với nhau. Thế nên là ngày nay thì cái xu hướng xây dựng trọn gói nó đã thay thế cho kỹ thuật ngày xưa khá là nhiều. Ở công trình này với cái tổng dự toán của công trình là 1,4 tỷ đồng thì trong đấy chúng tôi đã thể hiện rất là rõ ràng, nó sẽ bao gồm là 11 cái hệ chi phí. Thứ nhất là công tác chuẩn bị thi công là 3 triệu đồng. Cái công tác này sẽ bao gồm là làm lán trại, tập kết vật tư, vật liệu, máy móc, biển bạt công trình. Đấy, thứ hai là chi phí vật liệu xây dựng phần thô 397.333.261 đồng. Trong cái vật liệu phần thô này sẽ bao gồm là cát, gạch, sỏi, đá, bê tông tươi, vân vân. Thứ ba là chi phí nhân công xây dựng tại khu vực phía Bắc là chúng tôi đang thi công với đơn giá là rơi vào tầm 1 triệu 1 đến 1 triệu 2 cho 1 mét vuông bê tông sàn. Tổng chi phí ngôi nhà này là hết 302 triệu 720 nghìn. Tức là mọi thứ nó đã thể hiện rất là rõ ràng và minh bạch rồi. Thứ tư là chi phí nhân công phần mái. Nhân công phần mái thì chúng tôi tính theo đơn giá là 250 nghìn cho 1 mét vuông sàn, nó sẽ rơi vào tầm 37 triệu. Thứ năm là chi phí vật tư phần mái, bao gồm là vì kèo, ngói, vật tư phụ. Thứ sáu là chi phí xây dựng hoàn thiện như thể là sơn, gạch, cửa nhà, trần thạch cao. Đấy, thứ bảy là chi phí vật tư điện nước. Thứ tám là chi phí nhân công điện nước. Thứ chín là chi phí quản lý. Thứ 10 là hao hụt vật tư vật liệu. 11 đấy chính là miễn phí chi phí thiết kế. Thì sau đấy thì chúng tôi đã thể hiện rất là rõ ràng trong này. Ví dụ phần móng thi công là bao gồm đào móng, múc móng, vận chuyển vật tư vật liệu và đắp đất thì nó sẽ rơi vào tầm ở đây. Đấy, các bạn thấy đây 8 triệu 750 là bao gồm toàn bộ các công đoạn đó rồi, bao gồm ca máy rồi bao gồm đắp rồi đầm rồi toàn bộ. Đấy. Thì trong này chúng tôi đã thể hiện rất là rõ ràng. Đấy, các bạn để thể hiện ra quá quá chi tiết. Thế nên là ngày nay thì khách hàng rất là thích làm việc Mark Home bởi vì mọi thứ nó đã thể hiện rõ ràng. Như ngày trước thì chúng ta thường hay làm theo phương án là nhận nhân theo mét vuông, nó vẫn xảy ra rất nhiều các bất cập. Đấy, thế nên là cái cách bóc ra chi tiết như này nó sẽ giúp mọi vấn đề, mọi câu chuyện của chúng ta nó minh bạch và chủ nhà muốn sửa đổi, thay đổi trong quá trình xây dựng nó rất là thoải mái, hai bên làm việc rất là vui vẻ với nhau. Video ngày hôm nay thì tôi xin phép dừng lại tại đây thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau. Bạn nào có nhu cầu thiết kế xây dựng trọn gói, các bạn đừng quên liên hệ qua số online chúng tôi là 0964458888 hoặc là 0828133333.